Vâng, có vẻ như là lá thăm này của Thùng Phiếu đến từ Pico Tôn Đức Thắng. Vâng, số chứng từ 1027551 TDT, tên khách hàng Đoàn Anh Tuấn, địa chỉ ngõ 172 Âu Cơ. Vâng, xin mời phía hệ thống chúng ta vui lòng xác nhận giúp chúng tôi ạ. Lá thăm này có hợp lệ hay không ạ? Đọc giúp mình số chứng số chứng từ 1027551 TDT. Tên khách hàng Đoàn Anh Tuấn. Vâng, xin mời chị Hương ạ. Chị hãy đảo lên bốc tiếp lá thăm nữa đi ạ. Chúng ta có tất cả là 50 giải tư cơ ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xác nhận lá thăm đầu tiên đã, xem có hợp lệ hay không. Vâng, lá thăm đầu tiên, khách hàng Đoàn Anh Tuấn, địa chỉ ngõ 172 Âu Cơ. Số chứng từ 1027551 TDT. Vâng, trong thời gian vừa qua thì có hàng ngàn những khách hàng mua hàng tại Pico. Chính vì vậy quý vị cũng có thể nhìn thấy là số lượng lá thăm rất nhiều. Chúng tôi cần thời gian để kiểm tra trên hệ thống ạ. Vâng, và lá thăm đầu tiên mà khách hàng Đoàn Anh Tuấn với mã số dự thưởng 10257 TDT011. 10257 TDT011. Đó là mã số dự thưởng. Xin phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là lá thăm đầu tiên hợp lệ. Vâng, chúng ta sẽ cùng theo dõi lá thăm thứ hai, mã số dự thưởng bao nhiêu ạ? 18950 XT006. Vâng, mã số 18950 XT006, khách hàng Lại Thế Khôi. Hợp lệ. Vâng, lá phiếu thứ hai hợp lệ, xin mời chị Hương ạ. Chúng ta tiếp tục lá phiếu thứ ba. Vâng, lá phiếu mã số 9878 HO029. Vâng, mã số của lá phiếu thứ 39878 HO029, khách hàng Đặng Thiệu Phát. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu thứ 3 hợp lệ. Xin mời chị ạ, chị cứ đảo đều lên ạ. HO019. Vâng, là phiếu thứ tư, mã số dự thưởng 6440 HO019, khách hàng Tưởng Thanh Bình. Là phiếu hợp lệ. Vâng ạ, xin mời chị Hương, chị vui lòng di chuyển các góc để chúng ta đảo đều thùng phiếu. Mã số 20114 XT004. Vâng, mã số dự thưởng của lá phiếu tiếp theo 20114XT004, khách hàng Nguyễn Thị Thanh Hảo. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu tiếp theo hợp lệ. Mã số 8689 HO083. Lá phiếu tiếp theo, mã số dự thưởng 8689 HO083, khách hàng Nguyễn Quốc An. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo hợp lệ. Đứng luôn bên này cho tiện. Lá phiếu 14795 TS004. Vâng, mã số dự thưởng của lá phiếu tiếp theo 14795 TS004, khách hàng Doãn Hoàng Đức. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu hợp lệ. Dạ vâng, xin mời khách hàng có thể bốc liên tục 10 lá phiếu tiếp theo không ạ? Vâng ạ, xin mời chị Hương ạ, chị bốc 10 lá phiếu tiếp theo ạ, đặt lên đây đi ạ. Chúng ta có 1 lá phiếu rồi.
tiếp theo đi ạ. 2 ạ. 3. Đảo lều lên ạ, ở đằng xa nữa ạ. Chúng ta dành quyền cho tất cả quý vị khách hàng, đảm bảo cho tất cả quý vị khách hàng. 4 ạ. 5 ạ. 6 ạ. 7 lá. 8 lá. 2 lá nữa thôi ạ. Vâng. 9 lá. 10 lá. Vâng, xin mời chị Hương ạ. Cùng xác nhận ạ. Vâng, lá thăm tiếp theo. Mã thăm tiếp theo, mã số dự thưởng 8971. Hello 001, khách hàng Lâm Tăng Khoát. Là phiếu hợp lệ. Lá phiếu 23448 NT001. Vâng, là phiếu tiếp theo 23448 NT001. Là phiếu hợp lệ. 8548 HO009. Là phiếu tiếp theo 8548 HO009. Là phiếu hợp lệ. Là phiếu hợp lệ. Tiếp theo ạ. 22311XT002. Vâng, là phiếu tiếp theo, mã số dự thưởng 22311XT002, khách hàng Tống Văn Duẩn. 22311. Xin đọc lại mã số dự thưởng. Mã số dự thưởng 22311XT002, khách hàng Tống Văn Duẩn. Là phiếu hợp lệ. Là phiếu hợp lệ. 5196HO013 Chu Thị Minh. Vâng, là phiếu tiếp theo 5196HO013, khách hàng Chu Thị Minh. Là phiếu hợp lệ. 19090ST001 Nguyễn Thị Hà. Vâng, là phiếu có mã số 19090XT001, khách hàng Nguyễn Thị Hà. Là phiếu hợp lệ. 23538NT011 Phí Quang Hưng. Mã số 23538NT011, khách hàng Phí Quang Hưng. Là phiếu hợp lệ. 12194TX002 Nguyễn Tùng Anh. Vâng, mã số tiếp theo 12194TX002, khách hàng Nguyễn Tùng Anh. Là phiếu hợp lệ. 19665ST018 Nguyễn Phương Dung. Vâng, là phiếu 19665ST018, khách hàng Nguyễn Phương Dung. Là phiếu hợp lệ. 10219HO008 Cao Thị Phương Loan. Mã số 10219HO008, khách hàng Cao Thị Phương Loan. Là phiếu hợp lệ. Vâng, xin được hỏi hệ thống là sau lá phiếu của khách hàng Cao Thị Phương Loan là chúng ta có được 17 lá thăm trúng giải rồi đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ chúng ta bốc tiếp 8 lá thăm liên tục nhỉ. Vâng, lá thăm tiếp theo xin được chúc mừng quý vị có mã số dự thưởng 7583HO002, khách hàng Vũ Đức Dương. Là phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy chúng ta đã có 18 lá thăm trúng giải. Bây giờ chúng ta có 7 lá thăm nữa. Dạ vâng, xin mời nhân viên của Pico có thể đảo cái số phiếu ở mặt đằng trước trở lại để cho khách hàng dễ bốc thăm. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng quý vị có mã số dự thưởng 7656HO019, khách hàng Đặng Văn Tuyên. Là phiếu hợp lệ. Vâng, là phiếu hợp lệ. Tiếp theo 12979HO007 Trần Thị Tân. Là phiếu không hợp lệ. Vâng, như vậy là phiếu không hợp lệ, chúng ta bốc thêm luôn một lá phiếu nữa đi ạ.
là phiếu 16831, XT025 Nguyễn Tiến Phong. Là phiếu hợp lệ. Vâng, là phiếu hợp lệ. Tiếp theo ạ. 6286HO012 Hoàng Thị Ngân. Là phiếu hợp lệ. 10420HO035 Nguyễn Văn Hạnh. Mã số 10420HO035, khách hàng Nguyễn Văn Hạnh, là phiếu hợp lệ. 10242HO018 Nguyễn Thị Thu Hương. Là phiếu hợp lệ. 8060HO010 Đỗ Đức Minh. Là phiếu hợp lệ. 4658HO001 Nguyễn Thị Thủy. Vâng, mã số dự thưởng là 6458HO001, khách hàng Nguyễn Thị Thủy ạ. 6458HO001, khách hàng Nguyễn Thị Thủy. Là phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là xin được hỏi phía hệ thống là chúng ta đã có 25 là tham của giải tư đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta có 25 giải tư nữa đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Xin được cảm ơn chị Hương rất nhiều ạ. Giải này chưa có tên của chị đúng không ạ? Hy vọng là giải nhất, giải đặc biệt chúng ta sẽ có tên của chị. Xin mời một... Vâng ạ. Xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự trở lại sân khấu nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi. Oh,
Hello. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc cho mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của Hoàng Yến TV và hy vọng lần trong những chương trình khác của Pico thì chúng ta tiếp tục được gặp gỡ với Hoàng Yến TV. Vâng, quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra 25 quý vị khách hàng may mắn tiếp theo trúng giải tư của chương trình. Và Thu Hà vẫn muốn nhờ một quý vị khách hàng sẵn sàng lên đây giúp Thu Hà tìm ra 25 quý vị khách hàng may mắn tiếp theo, đúng không ạ? Vâng, có quý vị nào sẵn sàng không ạ? Đâu rồi ạ? Ở phía bên này thì sao ạ? Có quý vị khách hàng nào? Quý vị yên tâm là nếu như bốc phải lá thăm của chúng ta vẫn nhận giải bình thường ạ. Vâng, xin được mời bạn ấy ạ. Bạn bước lên đây ạ. Cảm ơn bạn đến tham gia cùng với chương trình. Không biết vừa rồi bạn có vẻ rụt rè, có vẻ như là trong này có lá thăm của bạn đúng không ạ? Vâng ạ. À, có lá thăm bạn, em ngại rằng là nếu như bạn bốc phải lá thăm của mình bạn không được nhận giải ạ. Vâng, sợ như thế đúng không ạ? Vâng, bạn yên tâm đi ạ. Nếu như phải lá thăm của bạn, bạn vẫn nhận giải bình thường. Vâng, trước tiên thì bạn hãy giơ tay lên cho quý vị khán giả nhìn thấy là bạn không nắm giữ một lá thăm nào, được chưa? Quý vị nhìn rõ chưa? Vâng, xin mời bạn phía bên này ạ. Lưu ý giúp chúng tôi là hãy đảo thật đều thùng phiếu lên ạ. Tại tất cả các góc. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm ra 25 quý vị khách hàng may mắn. Vâng, quẩy mạnh lên ạ. Vâng, bốc liên tục đi ạ. 25 lá thăm đảo thật đều lên ạ. Ở mỗi một khu vực chúng ta sẽ bốc một vài lá thăm. Vâng, với lá thăm đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng quý vị có mã số dự thưởng 5372HO002, khách hàng Trần Thị Hằng. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu hợp lệ. Lá thăm thứ hai xin được chúc mừng mã số dự thưởng 10925HO028, khách hàng Hà Minh Mạnh. Hợp lệ chị ạ? Lá phiếu hợp lệ đúng không ạ? Vâng, xin hệ thống xác nhận to rõ ràng giúp chúng tôi ạ. Lá thăm tiếp theo, mã số dự thưởng 18668XT002, khách hàng Nguyễn Văn Lượng. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ. Lá thăm tiếp theo, mã số dự thưởng 6957HO001, khách hàng Từ Văn Đức. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ. HO003. Vâng, mã số dự thưởng 12144HO003, khách hàng Đặng Quốc Long. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ. 12196HO007. 12196HO007, khách hàng Nguyễn Thị Hoa. Lá phiếu hợp lệ. 6727HO002. 6727HO002, khách hàng Nguyễn Minh Phương. Lá phiếu hợp lệ. 12066HO003. Vâng, 12066HO003, khách hàng Phạm Thị Trung. Lá phiếu hợp lệ. 8843HO009. Vâng, mã số 8843HO009, khách hàng Nguyễn Thị Thủy. Lá phiếu hợp lệ. 2091XT022. Mã số 2091XT022, khách hàng Trần Thị Hương Giang. Xin đọc lại ạ. Mã số dự thưởng 2091XT022, khách hàng Trần Thị Hương Giang. Lá phiếu hợp lệ. 5145HO002. Mã số 5145HO002, khách hàng Nguyễn Duy Quyết. Lá phiếu hợp lệ. 6239HO006. 6239HO006, khách hàng Lê Vân Hồng. Lá phiếu hợp lệ. 6956HO005. Mã số 6956HO005, khách
Đoàn Hùng. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, xin được hỏi hệ thống, đây có phải là lá thăm thứ 50 của giải tư chưa? 38. Chính xác rồi đúng không ạ? 5291HO007. 5291HO007, khách hàng Bùi Thị Ngọc Thủy. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, xin được hỏi hệ thống là như vậy, chúng ta đã đủ 50 lá thăm của giải tư chưa? Mới được 39 lá. Bao nhiêu ạ? 39. 39, tức là chúng ta còn 11 nữa đúng không ạ? 11 lá thăm nữa. Vâng, ba bạn khách hàng thân mến, bạn đảo đều lên ạ, ở tất cả các góc. Chúng ta còn 11 lá thăm nữa. Bốc liên tục 11 lá thăm giúp chúng tôi ạ. Lá thăm tiếp theo, mã số dự thưởng 9764HO011, khách hàng Phạm Mạnh Hùng. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, quý vị xác nhận giúp chúng tôi đây là một lá phiếu trắng. Bạn khách hàng thân mến, bạn xác nhận giúp chúng tôi đây là một lá phiếu trắng. Vâng ạ. Lá phiếu trắng đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ bốc thêm một lá phiếu khác. Vâng, mã số tiếp theo 19668XT002, khách hàng Nguyễn Văn Hoan. Lá phiếu hợp lệ. 21160XT020. Vâng, mã số dự thưởng 21160XT020, khách hàng Nguyễn Thị Hà. Lá phiếu hợp lệ. 8785HO007. Mã số 8785HO007, khách hàng Đỗ Thị Hải. Lá phiếu hợp lệ. 8669HO008. Mã số 8669HO008, khách hàng Nguyễn Văn Trung. Lá phiếu hợp lệ. 13081HO009. Mã số 13081HO009, khách hàng Nguyễn Gia Thành. Lá phiếu hợp lệ. 5888HO015. Mã số 5888HO015, khách hàng Vũ Thành Kiên. Lá phiếu hợp lệ. 8138HO002. Mã số 8138HO002, Đình Hạnh. Lá phiếu hợp lệ. 1230TS008. Mã số 1230TS008, khách hàng Nguyễn Việt Tiến. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, mã số tiếp theo ạ. 11699HO005. Mã số 11699HO005, khách hàng Nguyễn Thị Lan. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là lá phiếu của khách hàng Nguyễn Thị Lan đã là lá phiếu cuối cùng trong số 50 lá phiếu trúng giải tư đúng không ạ? Hệ thống xác nhận lại giúp chúng tôi là đủ 50 lá phiếu chưa? Đủ 50 lá thôi. Vâng, như vậy là chúng ta đã tìm ra 50, quý vị. 84HO003. Mã số 10484HO003, khách hàng Nguyễn Văn Vịnh. Lá phiếu hợp lệ. 17923XT001. Mã số 17923XT001, khách hàng Nguyễn Thị Lương. Lá phiếu hợp lệ. 7995HO002. Mã số 7995HO002, khách hàng Nguyễn Thị Thành. Lá phiếu hợp lệ. 6775HO001. Mã số 6775HO001, khách hàng Chu Thị Huyền. Không hợp lệ. Vâng, như vậy lá thăm không hợp lệ, chúng ta sẽ loại và bốc một lá thăm khác. 20206XT002. Mã số 20206XT002, khách hàng Phan Nguyên Hoài. Lá phiếu hợp lệ. 9113HO016. 9113HO016, khách hàng Trần Thị Thanh Huế. Lá phiếu hợp lệ. 10124HO001. Mã số 10124HO001, khách hàng Phạm Thị Trâm. Lá phiếu hợp lệ.
10124 HO00011. Mã số 10124 HO011, khách hàng Phạm Thị Trâm. Lá phiếu hợp lệ. 8576 HO004. Mã số tiếp theo 8576 HO004, khách hàng Nguyễn Văn Tân. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ, xin được hỏi là sau lá phiếu của khách hàng Nguyễn Văn Tân chúng ta có bao nhiêu lá thăm rồi ạ? Chúng ta có 10 lá. Đủ 10 lá thăm rồi đúng không ạ? Bây giờ là 10 lá thăm tiếp theo ạ. Chúng ta có tất cả 30 giải 3. Mời chúng ta đảo cả phía bên này lên ạ. Vâng, góc đằng trước phía bên này ạ. Bốc 10 lá thăm lượt thứ 2 đi ạ. 10 rồi ạ, 10 bạn. Một 0923 HO004. Mã số 10923 HO004, khách hàng Nguyễn Thị Phương. Mã số 10923 HO004, khách hàng Nguyễn Thị Phương. Không hợp lệ. Như vậy là lá thăm này không hợp lệ. Chúng ta bốc một lá thăm khác. 10487 HO004. 10487 HO004, khách hàng Nguyễn Văn Thịnh. Lá phiếu hợp lệ. 11749 HO003. Mã số 11749 HO003, khách hàng Đào Ngọc Long. Lá phiếu hợp lệ. Cào này khó lắm. 11296 HO007. Mã số 11296 HO007, khách hàng Vương Đắc Thắng. Lá phiếu hợp lệ. 6551 HO002. Mã số 6551 HO002, khách hàng Lê Hoài Phương. Lá phiếu hợp lệ. 17425 XT003. Mã số 17425 XT003, khách hàng Trần Sóng. Lá phiếu hợp lệ. 10078 HO048. Mã số 10078 HO048, khách hàng Nguyễn Kim Nhung. Lá phiếu hợp lệ. 20248 XT005. Mã số 20248 XT005, khách hàng Nguyễn Văn Chỉnh. Lá phiếu hợp lệ. 21834 XT007. Mã số 21834 XT007, khách hàng Nguyễn Thị Trường Giang. Lá phiếu hợp lệ. 7110 HO001. Mã số 7110 HO001, khách hàng Nguyễn Thị Phương Bắc. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy lượt thứ 2 chúng ta đủ 10 lá thăm nữa rồi đúng không ạ? Vâng, xin mời bạn bốc tiếp 10 lá thăm tiếp theo. Đây sẽ là 10 quý vị khách hàng cuối cùng nhận được giải 3 trong chương trình Mùa hè xanh quà tặng Thảo Phanh đợt 1. Mười lá thăm ạ. Đủ 10 lá thăm chưa? Vâng, mã số tiếp theo 9096 HO003. Mã số 9096 HO003, khách hàng Nguyễn Thanh Bình. Lá phiếu hợp lệ. 10540 HO007. Mã số 10540 HO007, khách hàng Nguyễn Văn Sáng. Mã số 10540 HO007, khách hàng Nguyễn Văn Sáng. Lá phiếu hợp lệ. 14557 TS017. Mã số 14557 TS017, khách hàng Lê Thanh Nghị. Lá phiếu hợp lệ. 6933 HO005. Mã số 6933 HO005, khách hàng Nguyễn Hồng Phương. Lá phiếu hợp lệ. 11172 HO003. Mã số 11172 HO003, khách hàng Nguyễn Quang Huy. Mã số 11172 HO003, khách hàng Nguyễn Quang Huy. Lá phiếu hợp lệ. Anh để đây em, để đây em. 21711 XT010. Mã số 21711 XT010, khách hàng Bùi Thị Thu Hiền. Lá phiếu hợp lệ.
20361XT014. Mã số 20361XT014, khách hàng Phạm Trương Hưng. Lá phiếu hợp lệ 9832HO093. Mã số 9832HO093, khách hàng Vũ Thị Ngọc Hoa. Lá phiếu hợp lệ 12065HO028. Mã số 12065HO028, khách hàng Trần Thị Phúc. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, xin được hỏi lại hệ thống, như vậy chúng ta đã hoàn thành 30 lá thăm trúng giải 3 đúng chưa? 29. Vâng, như vậy chúng ta còn một lá thăm nữa. Vâng, đây sẽ là quý vị khách hàng may mắn cuối cùng nhận giải 3 nếu như lá thăm hợp lệ 19265XT002. Mã số 19265XT002, khách hàng Phạm Ngọc Hà. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là chúng ta đã tìm ra 30 quý vị khách hàng may mắn nhận giải 3, và chương trình có một phần quà nhỏ dành tặng cho bạn. Cảm ơn bạn đã giúp cho chương trình tìm ra quý vị may mắn. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra những quý vị khách hàng may mắn tiếp theo nhận được 20 giải nhì, đó là dàn âm thanh Sony trị giá 8.490.000 đồng. Vâng, hy vọng là đối với giải thưởng này thì quý vị khách hàng có giải thưởng chúng ta sẽ có mặt tại đây luôn. Vâng ạ, xin được mời một quý vị sẵn sàng lên đây giúp tôi tìm ra người may mắn. Vâng, xin được mời chị Đặng ngồi ngoài đây ạ. Dạ vâng, xin phép em xin một chút. Kính thưa quý vị khán giả, theo thời lệ của chương trình thì đối với những khách hàng tham gia vào chương trình Mùa Hè Xanh Quà Tặng Thảo Khanh, theo thời lệ đã đăng ký với Sở Công Thương thành phố Hà Nội, thì mỗi một khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng một giải thưởng có giá trị lớn hơn. Chính vì vậy trong giải 3 vừa rồi có khách hàng Phạm Thị Trâm đã được lựa lên 2 lá thăm trúng thưởng. Và như vậy khách hàng Phạm Thị Trâm sẽ chỉ được lựa một giải thưởng trong chương trình này mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ bốc lựa thêm một lá thăm. Vâng, như vậy là giải 3 chúng ta bốc được 2 lá thăm của khách hàng Phạm Thị Trâm đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên ạ, chị hãy giúp chương trình bốc một lá thăm đầu tiên. Chúng ta sẽ quy định đây là lá thăm nhận giải 3. Vâng, đây sẽ là lá thăm nhận giải 3, chứ chúng ta chưa bốc đến 20 lá thăm nhận giải nhì. Vâng, và chúng tôi xin được chúc mừng cho mã số 11796HO008, khách hàng Đỗ Ngọc Anh. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ đúng không ạ? Như vậy đây là lá phiếu nhận giải 3 cuối cùng đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Mời chàng vỗ tay lớn nữa dành cho sự cố gắng của nhân viên Pico đúng không ạ? Vâng, đảo thật đều lên ạ, phía dưới nữa ạ. Chúng ta đảm bảo sự công bằng cho tất cả quý vị khách hàng luôn ương đến và ủng hộ Pico. Vâng, chị thân mến, trong này có lá thăm của chị không ạ? Có bao nhiêu lá? Lần này em có 47 lá. Vâng, 47 lá thăm, cơ hội rất lớn đúng không ạ? Nhưng mà từ nay đến giờ ngồi thì giải 4 rồi, giải 3 rồi, chưa đến lượt mình, chị có sốt ruột không ạ? Sốt ruột lắm ạ, hy vọng là được giải đặc biệt ạ. Sốt ruột nhưng mà vẫn hy vọng là nhận giải đặc biệt. Thế thì đừng hy vọng là mình bốc được giải nhì này nhé chị nhá. Vâng, xin được mời chị ạ, chị hãy bốc giúp em 10 lá thăm đầu tiên ạ. Vâng, đây sẽ là 10 lá thăm nhận được giải nhì. 10 lá rồi đúng không ạ? Ngay đầu tiên xin được chúc mừng cho quý vị có mã số dự thưởng 11079HO001, khách hàng Lương Thị Hoài. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá thăm tiếp theo mã số 11274HO023, khách hàng Nguyễn Chí Nhân. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu thứ 3 mã số 2105GV001, khách hàng Phạm Thị Sinh. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 6150HO005, khách hàng Nguyễn Thị Bích Diệp. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, tiếp theo mã số dự thưởng 8833HO029, khách hàng Nguyễn Văn Mậu. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 9353
003 khách hàng Nguyễn Thế Huy. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 8406 HO009 khách hàng Đỗ Thị Minh Hường. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, tiếp theo mã số 12046 HO010 khách hàng Phan Hồng Hạnh. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số dự thưởng 23589 NT009 khách hàng Nguyễn Hồng Tâm. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu thứ 10 ạ. Mã số 17211 XT001 khách hàng Phạm Thành Điệp. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ ạ. Vâng, xin mời chị bốc tiếp 10 lá thăng nữa ạ. Chúng ta có tất cả là 20 giải nhì. Và giải thưởng của chúng ta là giải âm thanh Sony trị giá 8.490.000 đồng. Chúng ta còn 10 quý vị khách hàng may mắn nhận giải nhì nữa. Vâng, 47 lá thăm, cơ hội rất lớn. Nhưng mà trong thùng có hàng ngàn thùng phiếu thế này cũng hơi lo lắng đúng không ạ? Mã số tiếp theo 7869 HO002 khách hàng Vũ Thị Hạnh Nguyên. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 7326 HO021 khách hàng Lương Minh Dương. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo 21408 XT005 khách hàng Nguyễn Viết Mạnh. Xin lỗi là viết không có dấu, đây là tôi cũng không rõ là Nguyễn Việt Mạnh hay Nguyễn Viết Mạnh. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, xin được cảm ơn hệ thống. Lá phiếu tiếp theo 21912 XT010 khách hàng Nguyễn Thị Tuyến. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 7566 HO009 khách hàng Trần Thị Bích Liên. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 23090 XT013 khách hàng Trần Thị Nguyệt. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo 10078 HO174 khách hàng Nguyễn Kim Nhung. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, lá phiếu tiếp theo mã số 19883 XT001 khách hàng Trần Việt Dũng. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu tiếp theo mã số 9898 HO022 khách hàng Trần Thanh Vân. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, xin được hỏi đây có phải là lá phiếu thứ 20 chưa? Lá phiếu thứ 20 ạ. Vâng ạ, mã số 2011 GV006 khách hàng Vũ Văn Đông. Xin được xác nhận giúp chúng tôi ạ. Mã số 2011 GV006 khách hàng Vũ Văn Đông. Lá phiếu hợp lệ. Lá phiếu hợp lệ, như vậy là chúng ta tìm ra chủ nhân của 20 quý vị khách hàng may mắn nhận được giải nhì. Vâng, xin được cảm ơn chị. Hy vọng là lượt sau thì chúng ta sẽ tìm thấy lá thăm có tên chị chưa? Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm ra 3 quý vị khách hàng may mắn nhận giải nhất với mỗi một giải thưởng là TV LED LG. Xin mời một quý vị khách hàng lên đây giúp Thu Hà tìm ra người may mắn được không ạ? Chị ơi. Vâng, chúng ta có 3 giải nhất. Ai ạ? Vâng, xin được mời bạn phía sau đây ạ. Đưa lên ạ. À, chưa thấy bốc ải trong góc này. Một lần nữa chúng tôi phiền nhân viên Pico lại phải vào thùng phiếu đảo giúp chúng tôi tận góc trong này đi ạ. À, vâng, anh thân mến, ở trong này anh có bao nhiêu lá thăm? Có 20 cái thôi. 20 cái thôi ạ, ít thế ạ. Vâng, anh sợ là lá thăm của anh ở góc này đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì đảo đều góc này lên ạ. Hy vọng là 20 lá thăm sẽ mang lại may mắn cho anh. Bây giờ chúng ta đang tìm ra chủ nhân của 3 giải nhất, với mỗi giải là một TV LED LG. Vâng ạ, anh bốc đi ạ, lá thăm đầu tiên ạ. Vâng, quý vị đầu tiên nhận được giải nhất. Chúng tôi xin được chúc mừng cho quý vị có mã số dự thưởng 7970 HO001 khách hàng Phạm Hoàng Giang. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là giải nhất đầu tiên đã có chủ. Vâng, giải
nhất thứ hai. Chúng tôi xin được chúc mừng cho quý vị có mã số 8999HO014, khách hàng Vũ Thị Hiền. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, vậy là giải nhất thứ hai đã có chủ. Vâng, giải thứ ba. Vâng, mã số 12598HO013, khách hàng Lê Đức Bình. Có hợp lệ hay không đây ạ? Lá phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là lá phiếu thứ 3 hợp lệ. Chúng ta đã tìm ra 3 quý vị khách hàng may mắn nhận giải nhất. Như vậy là 20 lá thăm của anh chỉ còn chờ đợi giải đặc biệt nữa thôi, đúng không ạ? Vâng, chương trình có một phần quà dành tặng cho anh. Cảm ơn anh đã lên giúp cho chương trình tìm ra người may mắn. Vâng. Cảm ơn em, mục đích anh lên là lấy cái phần quà này là chính. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, vậy thì hy vọng rằng là anh còn đạt được mục đích to hơn ở 20 lá thăm. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta chỉ còn một quý vị khách hàng may mắn nhất nữa thôi. Chúng giải thưởng TV LED Samsung 55 inch trị giá 39.900.000. Trong hàng ngàn lá thăm thì quý vị nào sẽ may mắn đây ạ? Xin mời một quý vị sẵn sàng lên đây giúp Thu Hà tìm ra người may mắn. Vâng, xin mời chị. Vâng, không gì. Vâng, vị khách hàng của chúng ta. Vâng, quý vị khách hàng của chúng ta nói là quý vị khách hàng của chúng ta có hơn 60 lá thăm ở trong thùng phiếu ạ. Ngược ạ. Vâng, bây giờ là ngược. Vâng, như thế này đảo nó mới dễ. Vâng, phía góc bên này đảo đều lên ạ, vì chúng ta chỉ có một quý vị may mắn nhất nhận được giải đặc biệt thôi. Vâng ạ. Vâng, từ nay đến giờ khách hàng hơn 20 phiếu, khách hàng hơn 40 phiếu. Vâng, có cô lên đây kỷ lục hơn 60 phiếu. Bây giờ bốc được chưa ạ? Bốc được chưa, hay phải đảo nữa ạ? Đảo đi. Đảo tất cả các góc của thùng phiếu lên ạ. Chúng ta chỉ có một quý vị khách hàng may mắn nhất nhận được giải đặc biệt thôi. Giải thưởng giá trị vô cùng lớn, TV LED Samsung 55 inch trị giá 39.900.000 sẽ thuộc về ai trong đợt bốc thăm lần 1 đây ạ? Vâng, chúng tôi hy vọng là quý vị nào mà nhận được giải thưởng này thì quý vị hãy cũng cảm ơn và hãy cũng chia một chút niềm vui cho bạn nhân viên của Pico đã vất vả như thế này ạ. Được chưa ạ? Quý vị thấy được chưa? Đều chưa ạ? Được rồi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn. Vâng, bây giờ sẽ là phụ thuộc vào cô. Vâng, hàng ngàn những lá thăm. Đây có hai mất rồi ạ. Hãy chọn một thôi ạ. Vâng ạ. Chúng ta hãy cùng kiểm tra xem lá thăm này có hợp lệ không. Vâng, cô hãy đầu giúp cháu mã số dự thưởng lên ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho quý vị có mã số dự thưởng 12003TS001, khách hàng Phạm Anh Đức. Lá phiếu hợp lệ. Vâng, như vậy là lá phiếu hợp lệ. Chúng ta đã tìm ra chủ nhân của giải đặc biệt trong lượt bốc thăm đầu tiên chương trình Mùa Hè Xanh và Tặng Thảo Phanh. Và xin được cảm ơn cô ạ đã tham gia cùng với chương trình. Vâng, hy vọng là cô tiếp tục có nhiều những lá thăm, vì chúng ta còn lượt bốc thăm lần 2 nữa. Vâng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Pico đã tìm ra 104 quý vị khách hàng trúng thưởng đợt 1 của chương trình Mùa Hè Xanh Quà Tặng Thảo Phanh. Và Pico sẽ gọi điện cho những quý vị khách hàng trúng thưởng để thông báo về thời gian nhận thưởng. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Mùa Hè Xanh Quà Tặng Thảo Phanh còn tiếp tục được triển khai tại các trung tâm của Pico đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2016. Quý vị hãy nhanh chân đến Pico mua sắm để có cơ hội trúng thưởng những sản phẩm giá trị. Và Pico rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị. Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào buổi lễ bốc thăm đợt 2 vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 7 tại Pico 240 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị đã đến tham gia với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.